gặp được cá nước ngọt á. Sớm giờ thấy cá biển không à? Đó. Chị cá này ở miền Tây lên thấy gì chị? Em ở An Giang. Em nói ở đây người ta cũng có khó tính nên em cũng hơi sợ. Có khó không chị? Ở đây người ta khó tính không? À, người Huế không hả chị? Cái người ta không trồng điều. Còn ở miền quê thì trồng điều với lại cao su nhiều hả chú? Dạ, cao su, có điều. Dạ. Bây giờ tỏi này ngộ quá ha. Đó, tỏi gì nè. Đó, tỏi của chú. Đó. Tỏi này ngộ hả cô? Dạ. Em nói chơi á, chứ quay cảnh trời đồng xoài. Đây có biển bự lắm, một con là 1 kg lần. Đó, cô chú anh chị có đi mua ngang chợ mua cua thì ghé đây ha. Cá đó là cá nục. Dạ, cá lăn suối của chú. Cá đồng luôn á. Chú này hồi quê ở Chi Tô, An Giang nè. Đồng quê với đồng hương với con. Rồi, con chúc cô chú bán đất nha. Kìa, cá lóc này là cá lóc đồng luôn hả? Ở trong suối hả chị? Dạ. Và vườn thì bán ngang đầy nhiều lắm thôi. Bơi, bơi. Cái đó là dầu hào. Đó, cô chú có ăn bánh mướt nghe, có lại đây nè. Hình như là có mình anh chị bán ở đây á. Thế à, chị về ủng hộ em nha chị. Kênh này đó An Giang. Chị bán em cái bánh chưng này đi. Đủ loại trái cây luôn nha cô chú. Nhiều trái cây lắm. Bán cầu này, trái vải nè. Hello. Đi du lịch hả chị? Dạ, em xin chào tất cả chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em đi về Bình Phước để đi chợ Đồng Xoài nha cô chú. Chợ này thì nằm rất là xa ở An Giang luôn. Gần 300 cây luôn á cô chú. Hiện tại thì em đang đứng ở cái đồng binh của thành phố Đồng Xoài. Phía trước cô chú chị là các bạn là một cái ngôi chùa. Ngôi chùa này gọi là ngôi chùa Quang Minh. Chỗ này có một ngã tư nha cô chú. Mình đi thẳng luôn á là mình sẽ đi về Sóc Bom Bo là khoảng 54 cây. Còn đi về theo hướng này của em á sẽ đi về Sài Gòn. Còn hướng bên kia, hướng bên đối diện của em á là mình sẽ đi về Phú Long. Còn đi quẹo bên trái này của em á sẽ đi về ngã tư Trân Thành. Ngã tư Trân Thành thì về Sài Gòn cũng được nữa, nhưng mà nó xa hơn mấy chục cây lận. Hiện tại là 7 giờ cô chú, nhưng mà hôm nay thì chưa có nắng nha. Rồi bây giờ cùng em tiến về chợ. Chợ thì nằm ở phía bên tay trái của em á. Thành phố Đồng Xoài này em thấy cũng rất là lớn luôn á cô chú. Chỗ này thì có hai con đường chính, đó là tỉnh lộ 14, quốc lộ 14 và tỉnh lộ 741. Ở đây ban đêm cũng rất là đẹp luôn á cô chú. Ở đây chợ này thì nằm ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Chợ này thì cũng rất là lớn luôn.
ở đây thì cũng có rất là nhiều anh em dân tộc sinh sống ở đây của chú. Đến đây thì mình sẽ nhớ ngay cái bài tiếng chài trên sóc Bom Bo á, thì cái đó vẫn còn bảo tồn một khu văn hóa đó luôn. Đến đây thì cô chú đến đó tham quan cách đây khoảng 54 cây à. Con đường này bây giờ làm là rất là khang trang, rất là đẹp luôn á. Em tưởng đây là một cái khu nhỏ không à, mà không ngờ hôm nay làm thành phố rất là lớn luôn, thành phố L3. Đây phía bên kia đường là chợ Đồng Xoài nha cô chú. Để em đi bên kia em gửi xe và quay cho chú xem chợ Đồng Xoài. Cái chú, hiện tại thì em đã gửi xe vào bên trong. Ở đây là quốc lộ 14 của chú. Bên kia là tượng đài biểu tượng của thành phố Đồng Xoài nha. Đường này rộng ghê luôn á cô chú. Đây là quốc lộ 14. Ở đây thì có hai con đường chính, đó là quốc lộ 14 và tỉnh lộ 741. Bên đây là kho bạc nè cô chú. Còn đi vô đường số 3 bên đây á là mình sẽ đi vô chợ Đồng Xoài. Nhưng mà ở đây là mặt sau nha cô chú. Mặt trước cái chợ Đồng Xoài là nằm ở đường tỉnh 741 á. Đây là mặt sau nè. Để em đi thẳng ra ngoài mặt trước để em quay cho chú bạn xem, đi dài vô cho cô chú bạn dễ hình dung nha. Đây là mặt sau chỗ gửi xe. Chợ Đồng Xoài này cũng lớn lắm cô chú. Bán từ ban ngày tới ban đêm luôn. Ở chỗ chị, ở chỗ gửi xe này thấy có bán cá nè. Ở đây em thấy cá chấm nhiều á. Đây, chợ Đồng Xoài. Cá chấm, cá rô phi, cá chê nữa. Và chỗ này có gửi xe máy rồi xe ô tô luôn đó cô chú. Về bán chuối với cây nè. Rồi bây giờ em sẽ đi thẳng ra mặt trước luôn nghe cô chú. Phía trước mặt màn hình cô chú anh chị và các bạn là đường tỉnh 741 nghe cô chú. Ở đây thì có hai cái đường chính, đó là quốc lộ 41, là cái đoạn đường nãy em mới bắt đầu video á, là đoạn đường này thì thuộc về tỉnh lộ 741. Hai con đường này là hai con đường quan trọng nhất của thành phố Đồng Xoài cô chú, nói liền Tây Nguyên với Sài Gòn và Campuchia. Ở thành phố Đồng Xoài này nằm ở độ cao là 88 mét, nên cũng được gọi là cao nguyên luôn. Ở đây thì có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Hiện tại đang là mùa nắng đó cô chú. Nhiệt độ ở đây buổi trưa rất là cao luôn á, rất là nóng. Nóng hơn ở miền Tây mình nhiều luôn á. Ở đây thì em thấy đa số bà con người ta xài nước giếng không à. Ở nhà khoan một cái giếng để sử dụng nước đó cô chú, chứ không phải như là nước máy ở miền Tây mình. Chợ này rộng lắm luôn á, ở bên đây là bán đồ cúng, lư hương. Các mặt hàng nhôm, nhựa, hy tinh. Chỗ này thì cách cửa khẩu Hoa Lư là 90 cây đó cô chú. Ở đây mấy cô bán cũng nhiều đồ lắm nè. Rau. Đó, phía trước của chú về bạn là nhà lồng chợ Đồng Xoài. Chợ này thì thuộc miền Đông của chú. Khu vực này là thuộc miền Đông. Đây, đại số em thấy cái cô chú ở miền ngoài vô đây bán cũng nhiều lắm. Chợ này thì đông nhất vào 8 giờ với lại 9 giờ của chú. Rồi bán nó đông tới chiều luôn á. Đa số là bán cho mấy anh chị công nhân tăng ca ra là buôn rất là nhiều buổi chiều. Cái tiệm tạp hóa của cô nè, bán bánh kẹo. Chào cô.
Dạ con đi quay cảnh chợ giới thiệu cho mọi người biết cảnh chợ Đồng Xoài á cô. Dạ bây giờ đổi mới đẹp quá. Cái này cô bán được không cô? Dạ. Dạ cái này bán chỗ nào cũng như nhau hả cô? Dạ. Rồi con chúc cô chú bán đắt nha. Cái này em đi quay chợ nào thì bà con ta cũng than là bán không được đó chú. Đó. Bánh bột gạo đặc sản của Phan Thiết. Chào chị. Dạ em quay cánh chợ. Quay mà tới đây hút nha. Chả giò ngon quá. Đây chả giò đây. Dạ em quay YouTube người ta biết cánh chợ Đồng Xoài đó chị. Dạ. Dạ em nói ở đây người ta cũng có khó tính nên em cũng hơi sợ. Có khó không chị? Ở đây người ta khó tính không? À, người Huế không hả chị? Dạ. Có người Sà Tiên không chị? Sà Tiên là người dân tộc đó hả? À. Ở trong rừng ở đây là gì có. Gì hả? Ở đây là mấy cô người Huế là nhiều ha. Dạ. Rồi giờ bán hết luôn hả? Hết luôn. Ngày bán mấy trăm cuốn chị? Biết một thau đầy vậy đó. Thau đầy luôn. Dạ. Chị cho em hỏi ở đây người dân tộc gì nhiều hả chị? Nói chị đâu có biết. Dạ, người Chăm hả chị? Nó đi vô trong thủy. À. Mấy cái chợ rừng ở trong quá, trong sâu á. Trong sâu á. Ở đây là cũng khổ mà là không có. Dạ. Là trong sâu mới có mấy bà con dân tộc hả chị? Mấy cái chợ thì là lên trên đó. Rồi đó. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Em cảm ơn chị. Rồi, mình đi vô phía trong một chút. Cái đường này mọi người để xe ở đây cũng được nữa. Ở phía sau chợ này thì cũng có chỗ gửi xe, gắn máy, chỗ xe ô tô luôn. Em coi những cái clip review khác thì em thấy mọi người nói bà con bán ở đây thì khó chịu lắm. Anh em không biết cái giống như là ở chợ miền Tây hay không nữa. Wow, xôi nhiều màu đẹp quá. Dạ. Dạ, quay lên YouTube cho ta biết chợ Đồng Xoài có bán xôi. Ủa sao chị bán để anh bán vậy? Chị nấu anh bán hả? Chị nấu hoặc anh bán hả? Chị đâu, vợ bỏ rồi. Vợ bỏ hả? Tụi mày bỏng ghê rồi trời. Có xôi nè. Wow, xôi ngon quá. Vợ bỏ rồi, nuôi 5 đứa con với 2 đứa cháu nội nữa. Dạ, ít xỉu ha. Ít đó. Chưa tính kiếm thêm bà nữa thì chẳng chụp. Thơm xôi ghê luôn. Đây, đây, đây. Quay lát rồi. Dạ, dạ không. Quay lát là anh bán được nhiều hơn cho tiền nữa. Đó, đây có nào dừa nè. Nào dừa bán nước dừa luôn. Dạ. Đó. Cô chú, chị bạn có nào dừa là đây nào dừa nè. Tìm người quan xương. Dạ. Dạ, hai cô này hả? Dạ. Biết đâu ta gặp hai cô này ta lên nào dừa nhiều sao? Dạ, cảm ơn anh. Đường này thì em nghe nói ở đây là trồng cao su. Dạ em lên YouTube đó chị. Dạ người ta tìm chợ Đồng Xoài là gặp. Dạ chị mấy. Dạ ở đây thì khẩu vị không có giống người miền Tây cô chú. Dạ. Wow, bánh với bún nhiều quá. Ở đây bán có sỉ không anh? Có bán giao hàng không? Ở đây có bán giao hàng không? Giao hàng từng nơi luôn. Giao hàng từng nơi luôn hả? Giao hàng từng nơi luôn, alo là có. Đó. Đây, coi số điện thoại luôn nè. Đó. Giao hàng từng nơi luôn nha. Dạ. Bún thì chỉ quay hàng này thôi là về thôi. Dạ.
rất là nhiều đồ luôn á. Rồi, cảm ơn anh chị. Đó, bên này cũng có bán rất là nhiều luôn. Buổi chiều khu này là đông nhất đó cô chú. Buổi chiều đi trên coi á. Dạ. Cái chú con nghe nói hồi xưa đây có nhiều cây điều lắm hả chú? Hồi xưa hả? Dạ. Ở đây hồi xưa cái chợ đó đi khu vực kia nó điều nhiều mà. Cây điều nhiều ha. Dạ, bây giờ con không thấy cây điều nữa chứ nghe. Em ở đâu về quay về đây? Dạ, con ở An Giang. An Giang về quay đây hả? Dạ. Đây đi điều đấy. Dạ, ở đâu trồng điều nhiều chú? Đi nói cho khu vực là của thị xã của thành phố đây là điều nhiều. Dạ. Năm rồi hết. Dạ, ta làm điều. Đây là thành phố mà đây là. Nên người ta có trồng điều, còn ở miền quê thì trồng điều với lại cao su nhiều hết chú. Dạ, cao su và điều. Dạ. Vì chú chạy xe mà. Hả? Dạ. Kênh mày là kênh gì? Kênh em là đây đó An Giang. À đây An Giang, không có về nó còn quá. An Giang. Dạ. Rồi con cảm ơn. Đang An Giang hả? Còn lên YouTube đó chú. Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Đó, đây có mấy chú chạy xe nè. Bà con cô bác có đi chợ thì nhớ ủng hộ mấy chú. Dạ. Ở đây có mấy chú chắc sẽ ôm nhiều lắm á cô chú. Nhà làm chợ cũng rất là đẹp luôn. Chợ này lúc trước á là cái chợ nó cũng lụp sụp. Chủ yếu là bà con ở nhà tại đây bán tại đây tại nhà luôn. Gọi là chợ, gọi là phố chợ đó cô chú. Rồi sau này bà con được hỗ trợ sửa cái nhà làm chợ này 13 tỷ nên bà con mới chở ra đây bán nhiều như ngày xưa. Bên này bán nhang đèn. Và vườn thì bán nhang đèn nhiều lắm thôi chú. Bơi bà bán số hay là bà đi xin thôi bà? Bà đi xin thôi. Dạ. Bà ở đâu lắm bà? Bà bị gì? Bà bị gì bà? Đau chân bị đau đấy chứ bà con. Đau chân hả? Bệnh đó là bệnh gì lạ con thấy lạ không bà? Bà con. Gọi là bệnh gì bà? Bà biết à? Bà đau bà đây là có 10 ngày thì gần 80 rồi con. Bà 80 hả? Gần 80 rồi mà khô bà chân bà biết được rồi. Dạ. Bà quê đâu bà? Quê mua ngoài đó. Dạ. Quảng Bình lần hả? Bà đi khó khăn không? Đấy. Bà đi gì khó khăn không? Khó khăn bà đi kiếm ở đây để trả. Dạ. Nhưng bà có ăn trộm cắp như một con mổ. Dạ, dạ. Dạ, đọc hết được. Dạ. Bà ơi, con gì là con thuốc gì không bà? Ừ. Con thuốc gì không? Có thuốc mà bà không có tiền con ơi, bà mới vô đây con. Dạ. Bà có lấy cái gì của bà? Bà vô bao lâu rồi? Mới vô được 3 ngày. 3 ngày hả? Dạ. Con có duyên gặp bà thì con mặc cho cô Văn Nguyễn tặng bà 400 để mua thuốc uống nghe bà. Dạ. Dạ. Rồi bà khỏe nha. Đó, đây là gian hàng bán nhang đèn. Hoa tươi luôn. Khu vực này bán nhang đèn nhiều lắm một chút. Chầu cao, hoa tươi. Chào cô. Dạ, con quay giới thiệu chợ Đồng Xoài á cô. Dạ. Dạ, con quay lướt qua luôn. Ủa này là, cái này là trà hả cô? Cái này trà hả cô? Trà. Trà gì cô? À, đây là trà chè sạch, trà xanh. Dạ. Đó, gian hàng của cô bán trà với lại đồ nhang đèn. Đó. Dạ. Cảm ơn cô. Tiệm cô tên gì cô? Cô tên anh Lê đó. À, anh Lê. Dạ. Dạ. Rồi, chúc cái cô bán đắt nha. Dạ. À, nhà cái gì ta? Chị ơi, cho em hỏi này là tỏi hả chị? Cái này tỏi hả cô? Dạ. Tỏi này ngộ ha. Đó,
tỏi gì nè. Đó, tỏi của chú. Đó. Tỏi này ngọt hả cô? Để thử. Wow, tỏi ngộ quá, tỏi này lần đầu tiên cô gặp luôn á. Ở An Giang không có. Dạ, củ này là 200 kg hả cô? Dạ. Ở miền Tây con không có. Dạ. Tỏi này gọi là tỏi gì cô? Tỏi Thanh Hương. Dạ. Sách về mấy con củ đem về dưới củ hành thấm. Tao coi. Ờ, sách dạ. Hai củ đem về dưới. Lấy con nửa ký đi cô. Con lần đầu tiên con gặp để con đúng rồi. Con biết là cạp đồ ăn hết. Con đi con đem về dưới. Đem về dưới đúng rồi. Dạ. Nãy cô nói tỏi gì con quên rồi. Hành hương, hành hương. Củ hành hương. Ờ à, đúng rồi. Hành tắm. Dạ. Để cho ông quay về dưới người ta cho ông. Quán cháu. Chú, lần đầu tiên lần đầu tiên gặp cái củ này luôn á. Nghe cô nói là ngon lắm. Đây, ngon lắm. Đấy. Để cho con xem nha. Dạ. Rồi cho con xem nữa đi, cho con xem nữa đi. Đưa cô 100 ngàn đi. Được được rồi, lỗ chết. Dạ. Thì con để đây xíu được không cô? Con để đây xíu mà. Dạ dạ. Đừng quên. Rồi cảm ơn cô. Rồi đi tiếp qua đây. Bên đây là nhà làm chợ bán thịt cá thôi chú. Ở đây thì cũng giống như là giá. Dạ em quay gã chồng đồ á chị. Dạ. Dạ. Ồ chỗ này bán sỉ hả chị? Dạ em nói chờ chứ em quay cảnh chợ Đồng Xoài. Dạ dạ. Một bịch vậy là ký hả? Vô thiệt luôn hả chị? Vô thiệt luôn hả chị? Chị đây muốn kiếm chồng nè. Cô này hả? À, chị này nè. Vậy đó hả? Đi qua quay em chị đi. Chị này đúng không? À, Mai Thị Kim Duyên. Dạ. Ủa Mai Thị Kim Duyên. Chỗ này là dừa rau củ quả đó cô chú. Rất là nhiều rau củ quả đây luôn. Dạ, em quay cảnh chợ giới thiệu cho ta biết đó chị. Dạ. Đó. Bữa nay thịt nhiêu ký chị? Bữa nay thịt nạc nhiêu ký? À 80 ngàn. Heo bữa nay 80 ngàn một ký coi chú. Rồi giúp chị bán đắt nha. Đó, khu bên đây bán rau củ quả quá trời luôn. Dạ. Này bắp nè. Rồi đi tiếp qua đây nha. Dạ. Chị đứng bên kia đó hả? Ở đây là nấm bên kia ha. Dạ. Cô kêu qua bên trứng này, qua bên trứng.
đâu chị? Đây rau củ quả đây, bên đây là bán thịt nhiều lắm cô chú, nhà làm chợ thịt. Nãy em đứng đó em hỏi thịt thì 80.000 một ký, chứ em không có thời gian em quay được nha. Dạ được, lên YouTube anh. Đây là cái đường ở bên hông chợ đó chú. Em thấy cái đường này thì đông nhất luôn á. Đường này với lại hồi đầu chợ nãy á là đông nhất ở chợ Đồng Xoài này. Tổng quan của chợ Đồng Xoài này thì có rất là nhiều nhà làm chợ. Nhưng buổi sáng thì chỗ bán rau củ quả cá thịt sẽ đông hơn là chỗ bán quần áo. Đó, cái đường này thì đi ra ngoài quốc lộ 41 là đi ra cái Hùng Binh hồi nãy đó cô chú, cái đường này nè. Còn đường bên đây á là mình sẽ đi ra ngoài đường tỉnh 741. Chú ơi, chú ơi, chú sáng giờ bán được không? Chú giờ bán được không? Dạ. Chú ở đâu lần chú? Chú ở dạ ở xa đây không? Hả? Ở xa đây không? Chú ở Sóc Trăng á. Sóc Trăng hả? Con ở miền Tây á nè, con ở An Giang. An Giang à. Dạ, chú lên đây lâu chưa chú? 9 năm rồi. 9 năm rồi. Dạ. Cái chân chú bị gì mà chú đau hả? Té lỗ rồi. Thằng đó té lỗ rồi. Té hả chú? Dạ dạ. Chú lên đây với ai? Con à. Nên dạ dạ. Rồi ở trọ hả? Còn hôm nay có gì gặp chú, thấy chú đi bán cái số cũng khó khăn, con thay mặt cho cô Giang Nguyễn tặng cho chú 400 ngàn nè. Thì chú có mua gạo ăn mua hả chú? Rồi, con cảm ơn chú. Rồi, bye chú. Chú ở miền Tây Sóc Trăng. Cũng lên rồi đó cô chú. Bên đây là bán thịt gà của biển. Đó. Chị ơi, cho em quay quảng cáo của biển được không chị? Dạ. Ở đây có mặt hàng của biển nè cô chú. Cô này nhiêu ký hả chị? Dạ 15 ký. 15 ký. 407. Dạ. Con này hơn nửa ký hả chị? Có nửa ký lô anh ơi. Ký lô luôn. Ở đây là việc là mấy chị bột bọc với lại với lát không một chút, chứ không có bột giải nha. Đó, cua rất là bự luôn, rất là ngon luôn. Đó. Cua biển. Ở đây mấy chị sợ thì nên đi rồi, chỉ cho em quay cua thôi. Cua này là con 1 ký luôn đó. Tiệm tên gì chị? À dạ dạ. Đây cua biển bự lắm, một con là 1 ký lần. À, cô chú anh chị có đi mua ngang chợ mua cua thì ghé đây ha. Cảm ơn chị. Chợ ở đây giống như là trên dốc đi xuống nha đưa chú. Em đang đi đây là đi xuống dốc đó. Bên đây là khu bán cá nè. Ở đầu bên kia là bán thịt.
Ở đây thấy bán rau nhiều lắm, những loại rau giống như chợ miền Tây luôn. Em là lò tàu hủ hả? Đây là lò tàu hủ hả chị? Lò tàu hủ hả? À. Ở đây có nhiều nhà làm chợ lắm luôn đó. Mình đi qua đây coi những mặt hàng hải sản nè. Hải sản tôm cua nhiều lắm. Đó. Cá đói, cá thu. Cua biển. Dạ. Con quay cảnh chợ giới thiệu quảng cáo chợ cho người ta biết đó cô. Cá đó là cá nục. Cá đó là cá nục hả chú? Cá cam. Cá cam, dạ dạ. Con đó 80 anh hả? Con đó 80 ngàn. Anh lấy con đó hả con bự? Hả? Lấy con này là lấy con bự. Đó, cá cam đó hả chú? Bên đây cá cam ký nhiêu hả cô? 80 anh. Dạ dạ. Con đó 1 ký luôn ha. Wow. Cá tươi lắm cô chú. Rồi, cảm ơn cô. Ở đây em thấy cá sông, cá nước ngọt ít á. Hải sản với lại thịt heo với thịt gà nhiều á. Sáng nay bán được không cô? Dạ. Đây cá của cô nè. Con cá này là con cá gì á cô? Cá thu béo. Dạ cá thu béo. Đó. Bình thường là cô bán ít gì hay là nhiều cô? Dạ. Đó cá cơm nữa nè. Dạ cảm ơn cô. Chúc cô bán đắt nha. Bên trong đây bán gà ý vịt. Hôm qua em đi ngang chợ Trân Thành đó cô chú thì cũng lớn lắm nhưng mà nhà làm chợ tới hù à nên em không muốn quay. Cuối video này thì em sẽ về lại Nhân Thành để em tặng quà cho bà con ở đó. Gà cá bông, cá bóng. Đó. Em đi nãy giờ em mới gặp được cá nước ngọt. Đó. Thì gì cho em quay cá bóng xíu nha. Hả? Cho em quay cá bóng xíu nha. Em đi sớm giờ mới gặp được cá nước ngọt á. Sớm giờ thấy cá biển không à. Đó. Chị cá này ở miền Tây lên thấy gì chị? Em ở An Giang. Chị quê đây luôn hả? Dạ. Cá bóng này cô chú. Đi từ sớm giờ mới gặp được cá ở miền Tây. Cá bóng. Ở em ta dở trà được cái này nhiều lắm. Đây cá biển đó nè. Giờ trên này cá bóng là bán nhiêu ký hả chị? 150. Dạ. Cá bóng ở trên đây 150 đó cô chú. Cô chú với bạn có mua cá đồng thì vô đây chị mua nè. Cá lăng nữa nè. Đó. Cá lăng cá
cá lòng tông, có con cá chèn nữa nè chú. À, con này là con cá kết, đây con cá kết đó chú. Cá lăng 200 không chị? Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Khu bên đây bán thịt bò rồi một chút. Bên trong nhà làm chợ thì bán tạp quá. Rồi em sẽ đi ra ngoài cuối chợ giống hồi nãy nha cô chú. Đây là chính giữa chợ đó. Bên trong nhà làm chợ bán thịt cá, gà vịt. Ở đây đa số mấy cô là ở Quế vô á. Một số ít thì ở quê đây, một số ít thì ở miền Tây. Và có lóc bự quá. Lóc đồng hay lóc nuôi bự với chị? Và wow, con này chắc hơn 1 ký á, ký mấy luôn á, bự quá trời bự. Ở đây cái lóc đồng hiếu lắm hả chị? Sáng gì cho ăn hết cá rồi. Ủa ở đây chị bán cá sông không hả? Cá sông cá suối. Dạ. Có con cá suối nữa hả chị? Dạ dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Đây có thấy một chị đi xin hay để bán số em cũng biết nữa. Chị ơi, chị ơi, chị hay cô hả chị? Cô ơi, cô ơi, cô bán số hay là cô đi xin thôi? Cô đi xin à. Dạ, cô bán số không? Không. Dạ, cô ở quê ở đâu cô? Cô quê ở đâu? Người Bắc. Dạ, người Bắc là hả? Cô vô đây lâu chưa? Dạ dạ, hôm nay có duyên gặp cô, con thay mặt cho cô Văn Nguyễn tặng cho cô 400 ngàn để mua gạo nha. Dạ. Mình đi ra ngoài đầu chợ là mãi lắm nha cô chú. Cái đường này là đi ngoài trở lại ngoài đầu chợ đó cô chú. Còn đi ngược lại sau lưng em á sẽ đi ra cuối chợ là ở chỗ gửi xe. Đối diện thì có tượng đài. Dẹp gọn lại, không có bán để ngoài đường nữa. Rau hồng tơi. Đây là mình lên dốc lại cô chú, đi thẳng luôn đó là mình sẽ đi ra ngoài quốc lộ 41.
Ở đây thì bán thịt bò, heo cũng nhiều lắm. Và đây là gian hàng bán cá nước ngọt này cô chú, cá biển, cá lăng nha. Đó. Cá lăng nha, cá gô nữa. Cá gô biển. Cá bóng. Đó. Cá gô ngon quá. Cá lăng nữa. Thôi đừng có, đừng quay cho to nha. Dạ. Dạ, chú ở miền Tây hả đâu chú? Con ở An Giang. Gì hả? Trời, chú ở An Giang luôn nè cô chú. Là gặp đồng hương với chú rồi. Chú ở huyện nào chú? Chi Tôn hả? Con ở huyện An Phú. Bởi vì chú bán cá nước ngọt không à? Mấy cá này thì chợ Bình Tây nhiều lắm. Dạ. Đó. Cá lăng chì hả chú? Cá lăng suối luôn hả? Dạ. Ở đây bán 1 ký cá lăng nhiêu chú? Dạ. Dạ, cá lăng suối của chú. Cá đồng luôn á. Chú này hồi quê ở Chi Tôn An Giang nè. Đồng quê với đồng hương với con. Rồi, con chúc cô chú bán đắt nha. Chú bán cá ở An Giang. Đồng hương với em luôn. Con. Lên xa gì mà gặp đồng hương với chú. Chỗ này là cách Chi Tôn hơn 300 cây á. Này bán thịt nhiều lắm mà em không có lè gần, em quay vô dưới xem được. Thịt heo, thịt bò. Mấy chị nói đi vô trong sâu chợ bên trong á thì mới có bà con dân tộc nhiều. Còn ở đây là tứ xứ người ta lại đây ta bán á. Sớm giờ đi thì thấy vui gặp một chú, cô chú ở đồng hương Giang của em luôn. Chợ này mà cô chú mà đi bộ là lâu lắm, tại nó lớn lắm cô chú. Đa số là người ta đi, người ta chạy xe không à. Dạ, em quay giới thiệu chợ Đồng Xoài. Chị ơi, con cá này là con cá gì chị? Cá chép hả? Dạ. Em tưởng là con cá chấm. À, cá chép nè cô chú. Đó. Chị ơi, cá lóc này là cá lóc đồng luôn hả? À, trong suối hả chị? Dạ. Cá đi em ơi. Chị ơi, cá đi em chị. Dạ, cảm ơn chị, chú chị bán đắt nha. Dạ. Đây là cua 5 cân. Cua Cà Mau. 1.1, thiên nhiên bao ăn. Cua Cà Mau. Anh ở Cà Mau luôn hả anh? Dạ. Em ở An Giang. Wow, cua bự quá. Dạ, vậy làm viên đi. Vậy nè. Dạ. Dạ, áo cho đẹp ha. Ở đây bán, anh bán thịt heo với lại than hả anh? Bán than hả? Bán than, bán bọc. Dạ. Bán bọc luôn á. Bao bọc luôn. Dạ. Anh quê ở đây luôn hả anh? Dạ. Dạ. Rồi, chúc anh chị bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đi tiếp của mình đây. Thank you.
bánh ướt, bánh mướt Nghệ An. Bánh mướt hay là bánh ướt chị? Bán cho em một hộp. Em không có hộp tại em nó có. Dạ, ăn tại ăn tại chỗ hả? Không, em không ăn tại chỗ luôn, em với bạn đưa tay xin kỹ thôi. Dạ, bánh mướt Nghệ An, vậy là chị với Nghệ An luôn phải không? Và lần đầu tiên gặp bánh này luôn nè. Cho em quay về là bánh xíu nha. Dạ. Đó, bánh mướt đó cô chú. Wow. Giống như là bánh tráng quá ha. Ăn tại chỗ luôn. Vậy cho em một dĩa đi. Dạ, không một... tại chỗ em bằng kỳ nhất. Em bằng kỳ mang về á. À, mang về hả? Em anh, em anh đi quay không à? Em không có đồ để dụng cụ để ăn. Không sao đâu, anh bận đi đó. Dạ, dạ. Dạ, sao mà anh ăn đi thì để ăn đồ để ăn. Dạ, dạ. Nhưng gì chị nghe nói, nhưng gì vậy? Em làm nhân thịt đấy. Nhân thịt hả? Dạ. Wow. Chị bán này chắc nghề gia truyền luôn hả chị? Em cùng làm được đi bán á. À. Làm được người Quế là. Người Quế luôn. Chị là người Quế hả? Em là người Nghệ An. Người Nghệ An. Chị ở ngoài có chợ gì lớn không chị? Chợ Vĩnh á, chợ Vĩnh ngày xưa em làm ở. Chợ Vĩnh hả? Chợ Vĩnh. Chợ Vĩnh. Để em có dịp em đi ra ngoài em quay. Em đi quay cánh chợ chỗ này chỗ kia á. Dạ. Này là chị giao ta hả? Ờ có, em làm cho hồ mà. Dạ. Ủa nó màu chín quá ha. Cái này nó làm gì cái đó là dầu hào hay gì? Cái này hành. Hành. Hành, hành tóc. Cái này làm bằng đó, cô chú có ăn bánh mướt Nghệ An thì có dạ. Lại đây nè. Hình như là có mình anh chị bán ở đây á. Dạ. Như là của mình nên chị bán đây á. Cái này của em. Dạ. Cái này là bình thường, còn cái này là bình thường thôi. À. Cái màu chín quá. Dạ, cái này tại vì cả em mười lượng đó. Dạ. Đây. Chị lại bao nhiêu hả chị? Ở đây có hai loại, cái thịt với là cái thường. Nhỏ chín nè, chín nè, chín nè. Bình thường là không có nhân hả chị? Thường lắm, có nhân, nó cái đó 35.000 một ký à. À, 35.000 ký. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Bánh mướt Nghệ An cô chú. Lần đầu tiên đi gặp bánh mướt Nghệ An luôn. Em đi quẹo qua đây nha. Bên đây là bán đồ điện tử. Ở đây ban đêm bán cũng đông đúc lắm cô chú. Rất là nhiều quán luôn. Có những con đường cũng rất là đẹp. Em không ngờ là ở thành phố này là đẹp như vậy luôn á. Khu vực này là bán ngay cái cây. Quay cái này luôn. Dạ chú. Chú bán trái cây nè. Đó, có mặn Hà Nội nè. Măng cục, đủ loại trái cây. Chú bán tới chiều luôn hả? Bán cả ngày luôn. Cả ngày luôn, tới tối luôn. Có thấy ở đây ban đêm cũng đông quá trời đông luôn á. Dạ. Bán phải 8 giờ tối luôn. Dạ. Rồi chú bán đá khách nha, đá khách nha. Bên đây là chỗ sửa máy dầu, máy nổ, điện gia dụng. Dạ, chị bán số hả? Mua hả? Dạ, mua chị này hả? Dạ, dạ. À. Bánh tét đây. Ờ, bánh tét, bánh trứng nữa. Bánh trứng hả chị? Bánh trứng này. À, bánh trứng. Tét này. Tét mặn, tét chuối này. Dạ. Rồi mình thêm... Bánh tét với lại bánh trứng, bánh ú. Bánh giò, bánh bột lọc Huế. Bánh giò, bánh bột lọc Huế luôn. Ờ, tỏ chứ.
Dạ. Sáng giờ bán được hay chị? Rồi, chúc chị bán đắt nha. Chị thích quý lên cái bia. Thích à? Chị về ủng hộ em nha chị. Kênh này đó An Giang. Chị bán em cái bánh chưng này đi. Cái ăn đủ không ta? Nàng cặp luôn hả? Mọi người ăn bạn cặp cũng em mình nên à. Dạ. Mình cắm to chị. Giờ hiện nó có cắm nhỏ được không? Cặp đây mình hai nha. Dạ. Chị ở chị quê ở miền Trung hả? Ở Huế. Dạ. Cái như chị? Hả? Cái 10 ngàn thôi hả? Lỗ không? Không, cái mắm mười mà lại 2 ngàn. Hồi bữa em đi ra Huế em quay chợ Đông Ba. Đông Ba. Okay. Đúng rồi. Đó. Là chị ơi gần đó không? Chị cũng lấy chợ 15 phút. À, lấy chồng ở đây hả? Dạ, rồi hai chồng ở đây. Dạ. Dạ, bữa đó em đi mùa nắng mà mưa mầm luôn. Mùa nắng là em đi quá tháng 3 mà tới tháng 6. Bữa đó em đi gần Tết á, mưa quá trời mưa. Mưa lành lắm. Ở trong mình nó nắng mà ngoài mưa. Em đi em mở lên chuông ở đâu là người ta chỉ đây là có xe này. Dạ. Đó đâm chuông á, đâm chuông hồi quán á. Dạ. Lên á, cả về sống á. Dạ. Người ta cấu lên, người ta bỏ lại lên á. Rồi mình xe ngó lắm. Dạ. Em về ăn cả là em mê. Dạ. Nhà làm gì đó, làm gì nổi tiếng. Cái giọng của chị nghe dễ thương quá. Cái này là giúp Tobi nè, tên gì? Dạ, của con đây đó An Giang. Hả? Đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ, con ở An Giang lắm á. À. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Chị nói cái giọng quế dễ thương. Ở đây thì bà con cũng vui vẻ lắm cô chú, nhất là mấy cô với mấy chị người Huế á, nói chuyện cái giọng dễ thương lắm đó. Ở đây có bán mấy cái máy cưa nè, hello, đi du lịch hả chị? Bà ơi, bà đi đâu vậy? Bà ơi, bà đi đâu vậy bà? Chắc bà đi chợ mua đồ á, cô chú. Đó, nãy giờ thì em cũng đã đi giáp hết một vòng chợ Đồng Xoài đó cô chú. Ở đây cũng có một cái đặc điểm nữa là nhiều chị ấy, chạy xe bán rau gì nè cô chú. Xe dễ bán hơn là mấy chị ngồi một chỗ. Ở đây cũng có những cái loại rau như miền Tây của mình như là đọt bầu nè. Đó, rau muống nè. Đọt lan nữa. Đó. Mấy loại rau ở miền Tây. Nghe lòng chợ này thì bán quần áo của chú. Đó, chú thấy chợ Đồng Xoài cái nghe lòng chợ rất là đẹp. Hồi nãy là khúc này em chưa có đi qua nên giờ sẽ đi qua khúc này quay cho chú xem luôn. Đây là chỗ sửa quần áo, bán mùng mền ở bên kia. Khu này cũng được gọi là phố chợ đó chú, người ta bán tại nhà luôn, người ta đi xe đi qua đi lại á thì người ta ghé ta mua. Rồi
giáp hết chợ đó cô chú. Bên đây bán quần áo quá trời luôn. Khu bên đây là sửa quần áo không ạ? Hồi nãy bên đây còn khu bán trái cây nữa. Để em đi qua khu bên đó quay chú xem luôn nha. Dạ đây là khu bán trái cây nhiều nhất ở đây đó cô chú. Ban đêm ở đây thì cũng rất là nhộn nhịp luôn. Đa số là đoạn đường này là bán trái cây. Rồi đồ ăn vặt ban đêm nữa. Đây thì trái gì cũng có hết luôn cô chú. Sầu riêng, măng cụt, quýt, xài, nho. Trái dải nữa. Hiện tại thì cũng đến mùa trái dải rồi đó. Đó, bên kia bán sầu riêng. Đây gói của quà ha anh. Dở gì là nhiêu tiền anh? Giờ nay 1 triệu em ơi. 1 triệu hả? Dạ. Đó, cô chú có gói quà trái cây tặng thì cũng ra đây nè. Ở đây bán trái cây ở đầu chợ luôn. Bao tươi luôn. Bao tươi luôn. Bao đẹp luôn. Ở đây bán 24/24 luôn ha anh. Đúng rồi anh. Đêm hôm đi ngang em gặp bán cũng đông quá trời. Dạ. Đó, vỏ trái cây. Dạ em quay cánh chợ. Dạ. Dạ trái cây bao ngon luôn. Đó. Đủ loại trái cây luôn nha cô chú. Nhiều trái cây lắm. Măng cầu này, trái dải nè. Đó, hiện tại thì vô mùa trái dải rồi. Đó. Bữa nay giải gì cái nhiêu chị? 50. À 50. Dạ. Tặng ở dưới em ha, dưới em cũng 50. Đó, gian hàng trái cây của anh chị quá trời ngon luôn. Quán quan bà hết trơn trước nhiều nha. Dạ. Hello cô. À, chào cô. Mày vô. Ngon vừa rẻ vừa bổ. Dạ. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Đó, sạch trái cây quá trời ngon luôn. Rồi, chúc chị bán bắt khách nha. Đầu đường này ban đêm mà cũng đông đúc vui lắm thôi chú. Còn trồng trái cây quá trời nhiều luôn. Ở khu bên đây thì cũng có nhà nghỉ khách sạn cũng nhiều lắm. Nhà nghỉ ở đây thì cũng rẻ, rẻ nhất là 220 đến 4-500 là khách sạn đó cô chú. Cô chú anh chị các bạn đến đây thì ghé qua chỗ này bán buôn bán cũng nhộn nhịp sầm uất lắm. Wow, khu bên đây trái cây quá trời nhiều trái cây luôn nè. Bốn năm giờ chiều thì chỗ này rất là đông. Rồi cuối video của chú chị bạn cho em xin vài phút để về lại chân thành tặng quà cho bà con đây nha. Hôm nay thì em được cô Hồng gửi gắm 100 phần quà đến tặng cho mấy cô lớn tuổi bán vé số và lại có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Rồi anh chị và các bạn cùng em đi về Trân Thành nha. Dạ, hôm nay quay chợ xong thì cô chú anh chị và các bạn cho em xin vài phút để về lại thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước để tặng gạo cho bà con ở đây nha. Hiện tại thì em đang đứng ở phía trước tỉnh xã Ngọc Trơn nè. Đó, đi đường này là mình sẽ đi ra đường quốc lộ này cô chú.
Hôm nay thì được cô Hồng gửi gắm 100 phần quà để tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thì em về lại Bình Phước để tặng cho bà con ở trong tỉnh xá Ngọc Trơn. Đây, đây là tổng quan của tỉnh xá Ngọc Trơn này cô chú. Tỉnh xá này cũng rất là đẹp luôn. Em quay từ ngoài đầu đi vô cho cô chú bạn xem cái tỉnh xá này luôn. Mấy cô mấy bà đang đợi em ở trong kia, mới vừa vô trong kia đó cô chú. Đây là lần đầu tiên em đến đây luôn, Bình Phước. Tỉnh xá này cũng rất là đẹp luôn á. Đây mấy cô cũng vừa vô ghế ngồi nè cô chú. Hôm nay thì em có chuẩn bị ghế cho mấy cô ngồi đây nữa nè. Ở bên đây thì có mấy chị ở thị xã đây phụ em. Đó. Con chào mấy cô nha. Dạ, bữa nay con đến đây thì con có thay mặt cho cô Hồng ở bên Úc thì tặng cho mấy cô một phần quà, mỗi phần quà là 10 kg gạo với lại 200.000 tiền mặt nha mấy cô. Dạ. Ở đây là có rất nhiều mấy cô mấy bà có hoàn cảnh khó khăn. Mấy bà làm cũng rất là nhiều nghề luôn á. Bà ở nhà bà có làm gì không bà? Bà ở nhà bà giữ cháu. Giữ cháu ha. Dạ. Ở đây con biết thì bà có bà bán vé số nữa phải không bà? Đúng rồi. Dạ. Cũng có người bán vé số. Dạ. Bà quê ở đây luôn hả bà? Ở đây luôn. Dạ dạ. Ở sau bưu điện. Ở sau bưu điện ha. Dạ. Ở đây mấy chị đang sắp gạo rồi nè. Mấy chị này thì ở thị xã Trân Thành. Chị ơi, mình tặng cho mấy bà 10 người, 10 bà lên lần hả chị? Đúng rồi, chị tặng cho 10 người. Dạ. Con xin phép xíu nè. Là con sẽ mời 10 người đến đây xíu con đứng. Con xin lắm rồi. Dạ, trước khi lên nhận quà con xin mấy cô với bà chặn vô tay nha. Rồi. Xung xung lên nhận quà nha. Dạ. Thì đứng đâu, đứng ngoài mặt đi ra đâu. Ở đây mấy bà cô cũng rất là vui. Đúng rồi, 18 tỷ trừ thuế rồi còn 18 tỷ. Nó làm từ thiện 1 tỷ thôi nha. Nó 18 tỷ mà lắm à. Chứ lúc đó đi kiếm không ra nữa luôn là chết luôn. Trân Thành mình cũng là cái vùng đất gọi là ưu ái nhiều á. Cái số trúng năm vừa rồi nhiều đó nha. Dạ, ở đây số trúng nhiều hả chị? Đúng rồi, 100.000, 200.000 cũng hoài. Dạ. Ở đây thì mấy bà đi bán vé số cũng nhiều lắm á cô chú. Rồi, ở đây bán vé số hơi bị nhiều quá. Dạ. Sáng mà ra quán cà phê là gà chạy cẩu luôn á. Cũng có nhiều bà quê ở tỉnh khác nữa. Tại ở đây có rất là nhiều tỉnh thành tập trung ở đây á cô chú. Rồi, con mời mấy cô mấy bà lên nhận quà nha. Từ từ đi cô, từ từ đi cô. Rồi, con gửi quà cho cô nè. Dạ. Anh gửi quà chị. Tấm hình đi. Dạ, con gửi quà cho bà. Đây là của cô Hồng gửi gắm cho. Dạ. Dạ. Anh đứng vô để chụp tấm hình cho làm kỷ niệm với. Rồi, con gửi bà. Rồi cô rồi. Dạ, con gửi cô. Dạ, con gửi cô. Đây là của cô Hồng gửi tặng mấy cô á. Con gửi cô. Rồi, con gửi quà cho bà nè. Cảm ơn. Dạ. Bà làm nghề gì bà? Dạ, già hết trời, nổi rồi. Dạ, con gửi cô. 90 rồi cô. 90 hả bà? Bây giờ chỉ hỏi bà ở nhà làm gì thôi. Dạ, rồi. Đó, hỏi bà ở nhà làm gì thôi. Cầm tiền cho tôi chụp luôn. Ờ, ghê. Ôi trời ơi, chứ bà túi hết trơn kìa. Rồi. Hello mấy cô, nhận được quà mấy cô mừng lắm. Mấy bà với cô lớn tuổi lên trước đi mấy cô mấy bà. Mấy bà mới gặp bà. Từ từ mấy cô.
từ đi, ngồi chờ con. Dạ. Mọi người dạ. Rồi em gỡ cái quà. Cái này là cô Hồng gỡ cho mấy cô. Dạ con gỡ quà bà. Có ai đưa chưa đưa phiếu chưa? Con gỡ quà cô. Dạ con gỡ quà cô. Cảm ơn chú, cảm ơn cô Hồng ở ngoài nha. Dạ dạ. Rồi con gỡ quà chị. Dạ em gỡ quà. Dạ em gỡ quà chị. Dạ em con gỡ quà bà. Rồi anh gỡ quà cho bé. Con gửi quà cho bà. Rồi, bà lãnh giùm cho người ta. Dạ, bà lãnh giùm ha. Con gửi quà cho bà. Này, của Hồng gửi cho mấy bà nha. Rồi. Rồi, mấy bà tiếp theo. Một hướng này đi, không phải sách không dở nữa đâu. Dạ, sách nổi cho sách. Dạ, khoan, từ từ đi. Dạ, bà lên đi bà. Rồi, cô Hồng có gửi quà cho mấy cô nè. Rồi, chúc mấy cô về khỏe nha. Rồi, chúc mấy cô về khỏe nha. Dạ, em thay mặt bà con cảm ơn cô Hồng nha. Em cảm ơn chị. Con gỡ bà. Cảm ơn cô nha. Dạ. Bà quê đâu bà? Quê ở Bắc. Ờ, Bắc lên hả? Dạ, con gỡ cho bà. Dạ, con gỡ quà cho bà. Cái này là của cô Hồng gửi cho bà á. Dạ, con gỡ bà. Ai xong ra luôn, ai xong ra luôn. Ai xong rồi cắt đi ra luôn. Gửi chị. Rồi. Lên đây. Sáng nay thì có mấy cô mấy chú đi làm chưa có về, đi bán vé số chưa có về á cô chú, nên là giờ này lại chưa có đủ. Chút xíu đi. Dạ dạ. Mấy cô lấy phiếu rồi hả cô? Con chuyện qua đi, chuyện gạo qua cho đúng rồi. Dạ dạ dạ. Chú có lấy phiếu rồi chú? Dạ có. Dạ, cô Hồng gửi mấy cho chú. Dạ, cô Hồng gửi cho chú á. Chúc mấy chú về khỏe nha. Dạ dạ, cô Hồng gửi cho bà. Dạ. Con gửi chị. Rồi bé. Cảm ơn chú. Rồi mấy chú về khỏe nha. Cảm ơn. Rồi. Rồi cảm ơn con Hồng. Cảm ơn. Dạ dạ. Hồng dạ, gửi chú. Rồi gửi cho bé. Dạ cảm ơn. Rồi, mấy chú mấy con chú về khỏe nha. Dạ rồi. Dạ. Từ nãy giờ để dạ, rồi. Các bạn cuối cùng á. Lúc nãy ai hứa bê lại giùm cho em ghế nhớ bê nha. Lúc nãy có ai hứa bê ghế vô đó. Là người đó lớn tuổi không cô? Lớn. Dạ, dạ. Rồi. Bị có ai nuôi người đó không? Có đứa con muốn đi làm chứng nghiệm giao quá là mượn cô cảnh giùm. Dạ dạ. Thôi con gửi thêm 200.000 nữa nha. Này là cô Hồng gửi cho cô á. Dạ. Cô gửi để cho đấy cho con. Dạ. Để không để em điện sư đạo. Tại vì có 20 phiếu để cho sư đạo để báo sư đạo 1 2 trường hợp. Rồi để báo sư đạo cái nha. Đây là cô chị có phiếu hả chị? Dạ. Chị bán ở giờ nào chị? Em bán ở đây nè. Chị Yến hay chị gì ạ? Chị Tâm hả? Ủa vậy là chị Yến có phiếu không ta? Chị có phiếu không? Em có đặt cái giò nè em. Dạ dạ. Từ để tại vì á thì em phát 80 phiếu. Còn gửi lại sư đạo 20 phiếu. Nghĩa là mình phát hết, mình không có để. Cái này có thể là anh hỗ trợ riêng á. Dạ, em hỗ trợ cho chị về mua gạo luôn. Vậy thì khỏi nữa. Dạ, em gửi tiền chị mua gạo nha. Dạ, đây là 200.000. Dạ. Dạ. Rồi, em hỗ trợ cho anh là 200.000 mua gạo. Cảm ơn. Chú nhận cho chú. Chú nhận chưa? Nãy giờ có chưa phiếu phải không? Dạ. Dạ, dạ. Em hỗ trợ chị mua gạo nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ, dạ. Bà Ý hả? Ý với bà Việt hả? Vậy là nhận dùm trở về cho bà không? Dùm về trở về. Tại mấy trường hợp là nó đổi. Dạ dạ. 2 phiếu. Dạ chị. 2 phiếu hả chị? Dạ, 2 trường hợp này có hoàn cảnh đặc biệt không chị? Dạ, dạ ngồi chỗ
ổng mà ổng nhà có con mà nó cũng không bị tê. Là hai người đó luôn hả? Hai người luôn hay là một người? Hai người luôn. Để em thay mặt cho cô Hồng gửi thêm 400 ngàn nữa nha. Tặng cho hai người. Dạ. Chị gửi em hai người 400 nha. Em gửi thêm cái hoàn cảnh đặc biệt. Về giùm nha. Rồi, sách về giùm. Phiếu em. Dạ. Chị có, chị không có phiếu này đó phải không? À, đúng rồi, em đem giùm cho người ta đó. Dạ rồi. Ý là giờ còn suất 200 ngàn cho chị đó, đi về cho người ta. À, dạ. Em gửi chị. Dạ. Bán luôn. Dạ. Nãy em gửi chị là 400 phải không? Dạ, dạ. Cái đó là phần em hỗ trợ riêng. Mọi người cố gắng đi biết đâu được, cái phần hỗ trợ riêng cho chị. Còn dạ. Này là chị lấy hình chú người đi lãnh cho hai họ. Tên gì chứ đọc tên đi. Chợ Bà Gòi là chợ Đồng Xoài thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trong video ngày hôm nay thì em có trở về chân thành để tặng 100 phần quà cho bà con ở đây. Thì cô Hồng có tài trợ cho con là 100 phần quà, tổng cộng hôm nay là trị giá là 31.600.000. Ở chợ Đồng Xoài thì em có sử dụng số tiền của cô Văn Nguyễn là 1.200.000, số tiền còn lại là 2.800.000, con sẽ sử dụng trong các video lần sau. Và đến đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây. Em cảm ơn tất cả chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Đây Đó Ăn Gian của em. Hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn trong các video lần sau. Đây là tỉnh xá Ngọc Trân của chú, rất là đẹp luôn. Cô chú có đến đây, đến Trân Thành thì ghé vô tỉnh xá này. Tỉnh xá này được xây dựng cũng rất là đẹp luôn á cô chú. Rồi em xin kết thúc video của em tại đây nha.